Rồi chiều hôm nay em có tới quay kỹ lại cho anh chị tham khảo bộ mẹ con được kem đó anh chị ơi. Mẹ là Bosin mẫu Bombay. Đó. Thì mẹ thì đẻ lứa 2 đẻ ba được kem thì lứa 2 bơm lại ba bê kem tiếp lứa 3 đó anh chị ơi. Mẹ là mẫu Bombay. Nó sấy tích thì nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện. Tôi thì một chùm qua đen thui. Mẫu thùng dạo lên trời đó. Đây đi kiếm bà con cho anh chị xem luôn. Con thì được kem tầm 3 tháng tuổi nha anh chị. Chiều cao thì tầm 9 thất mấy anh chị. Đó, pin lực nha anh chị. Chân là móng sò à. Mẫu mẹ mẫu Bombay thì con ú nù lên trời. Mắt sữa đó. Lông da sắc lẻm luôn. Đó. Mẹ con thì bao hoàn thiện, bao đặt lỗi cho anh chị luôn. Thì anh chị gần xa thích bộ mẹ con thì liên hệ số điện thoại em để trong hình. Đó, mua mẹ con này. Mẹ thì đã bơm lại kem gần tháng, ngoài tháng rồi nha anh chị. Đó. Thì anh chị về cứ theo dõi. Đó, bao lòi lún nghiêm chỉnh, bao tặc lỗi. Mẹ được 4 vú đều căng sữa đó anh chị, đúng bản mát sữa lắm. Thì con nào mát sữa con nó mú mề đó anh chị ơi. Đó thì anh chị cần thích yêu thích bộ cái con này về nuôi sinh sản vô béo thì liên hệ số điện thoại em để hình. Đó, muốn biết giá cả thì liên hệ trao đổi mỏ bò lưng một lưng luôn anh chị ơi. Nó sẽ mặt nghiêm chỉnh, sừng nứa sừng đẹp, chỉa lên đẹp nha anh chị. Đó thì mẫu những mẫu Bombay thì đe con mát sữa sinh năm 1 luôn anh chị ơi. Đó con người 3 tháng mà mẹ chữa ngoài tháng rồi anh chị. Rồi anh chị muốn mua bộ mấy con này thì liên hệ trao đổi mua bán anh chị. Đó, muốn biết giá cả thì liên hệ. Anh chị thích kênh thì cho lượt đăng ký chia sẻ.